Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư đồng đạo kính mến. Vì thấy cái tầm dốc quan trọng của quyển sáu, cho nên tôi không ngại rằng chí diễn tài sơ của mình mà nương dựa theo văn tự của Đức Thầy để rồi chia sẻ với nhau ở trên con đường tu tập. Bởi vì nói là tôn chỉ hành đạo tức là đường lối căn bản, không có kim chỉ nam thì làm sao biết được phương hướng. Vì vậy mà giáo lý của Đức Thầy cũng như kim chỉ nam, cái người đi rừng hay là đi biển đều phải có cái la bàn để chúng ta nhắm hướng cho nó khỏi bị lạc. Tông chỉ hành đạo đây đó chính là kim chỉ nam, là la bàn. Chỉ đâu là niết bàn, đâu là cực lạc, đâu là hội long hoa, vân vân. Thế nên với cái siêu ý của tôn sư thì đồng đạo chúng ta mỗi người nên nghiên cứu để rồi chia sẻ cho nhau những cái sự hiểu biết đó, nhờ nhiều cái mà mình kết nạp lại rồi từ nơi chỗ đó đó mình mới kinh nghiệm ra để mà trên con đường tu tập khỏi bị xa lạc vào ở nơi mà những cái người khác đã bị mắc, tức là đi sai với tôn chỉ rồi bị người khác đánh giá sau khi đó lâm chung không có thấy điều gì tốt đẹp. Đó là cũng do nơi cái sự tu tập và ham tu mà ngặt cái con đường đi đó nó không có đúng hướng, vì vậy mà sau này anh không có được hưởng cái quả tốt lành, rất là thương cảm. Cho nên những cái lời nói đầu mà thầy nói trước đó chúng ta có chia sẻ rồi, bây giờ đó ta chia sẻ xong phần tứ a ân rồi thì đến cái phần tam nghiệp. Tam nghiệp thì cái lưỡng thiệt cái chúng ta đã nói rồi, với cái vấn đề quá quan trọng. Cho nên theo tôi thấy thì cái sự quan trọng đó nên phải bàn hơi nhiều nhiều cái lần trước. Bây giờ đến cái ỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ, bốn cái ác của miệng mà ta đã tìm hiểu được một rồi, bị rút cái thời giờ bớt. Thì thưa với quý vị, giả lại mình xét ra đó, đồng đạo mình là người có tu hết, ai cũng có tu, cho nên mình không có thể mà bàn rộng bàn nhiều để mà tôi bàn gói gọn với đồng đạo mình vậy thôi. Nên đồng đạo mình cũng quan hỷ cho đây là theo lời đi sát với lời của thầy đã chỉ dạy. Thì thưa với đồng đạo, thầy của chúng ta đã dạy rất là kỹ càng mà mình thấy đó cũng là dễ nhớ chứ không có gì khó. Đức thầy đã giới thiệu cái ác ỷ ngôn cho chúng ta hiểu đó, giới thiệu tổng quát thầy nói đó, nói đến tội lỗi này thì Đức thầy nói tổng quát đó, cái tội ác này đó ha, nó cũng không phải là thường. Vì thế mà thầy đã phân tách cho chúng ta nghe đó, nó có năm cái hạng người ỷ ngôn. Cái hạng người thứ nhất đó tức là nói đến những sự chủ, nói đến vụ chủ ý quyền giết xài tôi tá, tức là cái thứ nhất. Cái thứ nhất là cái hạng người làm chủ, là một cái xưởng gì hay là cái xí nghiệp gì, công ty gì giàu có. Vì vậy mà ỷ kê quyền mình là cái ông chủ, vì vậy mà nói nặng nhẹ những cái người công nhân. Đó là cái người công nhân, người ta nghèo khổ, người ta mới nói đến cái sở mình nấu kiếm tiền người ta sống.
Mình là cái ông chủ lẽ ra phải có một cái tình thương, thấy người ta nghèo khổ phải giúp đỡ thêm, tăng lương rồi mới phải. Đằng này ý mình là cái ông chủ, người ta thấy mình ta cúi đầu, người ta khiếp sợ, rồi cái người mình nói nặng nói nhẹ mắng nhiếc người ta. Nhất là người ta làm những cái công việc mà không vừa ý mình, rồi cái rồi mình nói nặng nói nhẹ đủ điều hết. Bởi vì mình có quyền mà, vì có quyền lợi, có quyền như vậy cho nên nó ỷ thị nói gì nói cho đã cái miệng, nhưng mà không về, kết thành một cái tội, tội rất là nặng, gọi là khổ nghiệp. Thì bây giờ chúng ta nói như vậy, nhưng mà thiệt ra mình đó, ở trong nhà cũng vậy đó. Nếu mình có ỷ quyền, ỷ mình có quyền mà mình chửi mắng con cháu mình, nó cũng thuộc về ỷ ngôn luôn nữa, chứ không phải không. Nhưng mà bây giờ mình tu hết rồi, không có ai có những cái tội này. Vì vậy mà mình nói đây thì nói như vậy, chứ thiệt ra trong đồng đạo mình không có, mà đây nó thuộc về cái người ngoài đời. Bởi vì đây là cái phương pháp dạy tu nhân, mà hãy cái phương pháp dạy tu nhân á, thì dạy cái người chưa tu để cho họ tu, dạy khuyên những kẻ ngổ ngang biết câu luật tự gìn đàn tứ ân, tức là dạy cho họ lo tu tập sửa lại làm cái người hiền. Đó là cái thứ nhất. Thứ nhất chúng ta tạm đặt cái mục là chủ, cái hạng chủ đó của công nhân, tức là cái người làm chủ một cái hãng hoặc là một cái xí nghiệp công ty đó, vân vân. Thứ hai là cái hạng mình tạm gọi là quan chức, quan ỷ thế, mắng chửi dân ngu. Bổn phận cái người làm quan, dân chúng ở trong cái địa hạt của mình đã cai quản, lẽ ra mình phải khai trí cho họ, mình phải mở trường dạy cho họ biết cái nào phải cái nào quấy. Đằng này ỷ làm quan rồi cái thì là tại mình không khai trí cho họ, tại mình không làm cho họ mở mang kiến thức, để rồi họ sai lầm, họ lỡ phạm những cái điều luật gì đó, cái rồi mình mắng mình chửi. Bởi vì mình có quyền, đâu có ai dám hó hét, mình làm quan mà. Đó cũng là một cái tội nặng nữa. Nói chung là ở trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, dù cho có làm quan cũng không có mấy cái tội này nữa, bởi vì thầy có dạy rồi. Tại vì mình bàn á thì mình bàn ra vậy thôi, chứ nếu mà ai phạm những cái tội này thì không phải là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, khẳng định như vậy đó. Vậy thì cái mục thứ ba là cái người làm quan, vì ỷ mình có quyền có thế cho nên á, xuống cái dân đó người ta làm những cái gì mà trái ý với mình, chẳng hạn như biểu làm cái này người ta làm cái khác không vừa ý đó, cái rồi mắng chửi người ta, nói ngu nói dại những cái có kết quả vân vân, rồi cái rồi mình mang cái tội khổ nghiệp mà mình không xét là cái bổn phận của mình. Cái bổn phận của mình lẽ ra phải chỉ họ, rồi họ làm có sai mình phải chỉ lại, à phải làm vậy nè nó mới đúng, sau này nó mới có ích lợi lớn, thu nhập nhiều vân vân, như vậy mới phải. Đằng này hay làm quan thì ỷ cái chức quan mà mắng chửi những cái người dân ngu cờ, cho nên á cái mục thứ hai hạng này cũng dễ phạm khổ nghiệp ở cái chỗ đó đó. Giờ đến thứ ba, thứ tư chứ, cái hạng thứ tư là chỉ cho cái hạng giàu có. Kẻ giàu có thường ỷ tiền bạc xài xỉ người nghèo. Cái người giàu đó thì cái người nghèo hay dựa nương để mà sống, mượn này kia vân vân. Nhưng mà cái người nghèo đâu phải dễ dàng kiếm tiền, kiếm gạo dễ đâu, cho nên có đôi khi chậm trả sức rồi, nhưng mà không có để mà trả. Vì vậy mà cái kẻ này nó thường hay đó xài xỉ, cái đồ của tủ bay là cái đồ lưu manh, cái đồ giật dọc, thương bay giúp đỡ cho bay, tới kỳ hẹn mình đau lòng vừa gì. Vì vậy mà cái người giàu có cũng không nên dùng những cái lời nói thô ác như vậy để mà nói đồng bào mình. Đã người ta nghèo khổ rồi, người ta đến ta nhờ cậy mình phải xót thương, mà người ta không có trả mình phải tìm hiểu coi làm sao.
lẽ ra đó, thấy tìm hiểu thấy người ta thiếu đó, mình phải đem để mà giúp đỡ thêm cho người ta có sống qua ngày, người ta làm ăn chừng nào mà nó khá giả lại thì người ta trả cho mình chứ gì. Nhưng mà tại sao? Tại vì mình ỷ giàu có, tính là mình không có bao giờ nghèo đâu, cho nên dùng những cái lời nói ác để mà xài xỉ người nghèo. Vì thì cái hạng này đó, cái hạng thứ ba này tạm gọi là cái hạng giàu có. Thứ tư chứ, rồi qua cái hạng thứ tư chứ, hạng xảo quyệt. Kẻ xảo quyệt ý sự khôn lanh, nói những điều thất thiệt. Thầy mình đã dạy rõ vậy đó. Cái người mà khéo nói đó, khôn khéo đó, nói cái cách vòng mà kêu bằng nói với, dùng những cái từ mà nói nặng người ta, để cho cái người ta nghe người ta không có biết đường để mà trả lời lại, kêu bằng đánh phủ đầu đó. Ỷ lanh khôn, ỷ học thức giỏi, ỷ mình nó là cái người biết hơn hết. Vì vậy mà hãy, cái là đôi khi đó cái việc quấy đó, cái người luận với ai đó ít có chịu thua lắm. Cho nên nó cái xảo quyệt, rồi cái ỷ sự khôn lanh của mình nữa. Vì vậy mà nói những điều thất thiệt. Thất thiệt tức là không có nói thật đó. Cái ông kia, rồi cái ông nọ đúng mà nói một hồi cái, rồi ông nọ sai, nhân dân. Thì đó cũng là do nơi cái sự khéo léo ở trong cái lời nói của những người khôn lanh. Như vậy nó cũng phạm vào cái ác ỷ ngôn. Kế đến là hạng học thức. Thứ năm là hạng học thức. Thầy đã dạy nè, kẻ học thức ỷ sự khôn ngoan, dục hạ nhục người dốt nát. Rõ ràng không quý vị? Cái người học thức đó lẽ ra nó phải chỉ dạy cho cái người dốt nát. Đã là người ta không biết, mình biết trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, mình đi học nào là kỹ thuật mới, nào là tân tiến, áp dụng cho khoa học vân vân. Còn người ta đã là sống ở trong rừng sâu, ở trong núi thẳm, là không có được học thức. Vì vậy mà cái việc làm đó đôi khi đó nó bị thất bại, hoặc là nó chậm trễ vân vân đủ cách hết trơn. Vì thì cái kẻ thức khôn ngoan đó, lẽ ra phải đem cái trí khôn ngoan của mình đó để mà giúp đỡ cho đồng bào, cho nhân loại mình. Đằng này ỷ như vậy rồi đó, cái rồi dùng lời nói để mà hạ nhục người ta. Ví dụ như đó, ta trồng hiện tại bây giờ đó, đang trồng những cái giống lúa trúng, cái lúa mau thâu hoạch, cái giống lúa kháng được bệnh tật sâu rầy vân vân, mà người ta ở trong cái vùng sâu vùng xa người ta không biết, người ta làm những cái lúa bị nhiễm nặng kia. Cái người mình ỷ sự khôn ngoan, sự học thức của mình nó vô đó, cái rồi nói đã mạt người ta, nặng nhẹ người ta đủ rồi hết trơn. Cho nên đây cũng có, không phải là không. Những cái số người này mà Đức Thầy đưa ra đều là có hết. Vì thì cái ỷ ngôn đó, nó có 5 hạng. Một là cái hạng chủ. Hạng chủ tức là làm chủ các cái công ty, cái xí nghiệp vân vân. Thứ hai là cái hạng quan chức. Thứ ba là cái hạng giàu có. Thứ tư là cái hạng xảo quyệt. Và thứ năm là cái hạng học thức. 5 hạng này đó, y theo cái văn tự của Đức Thầy là phạm tội ỷ ngôn là như vậy. Bây giờ tiếp đến cách chừa ác ỷ ngôn. Đây là cái phương pháp Đức Thầy đã dạy cho mình chừa những cái ác ỷ ngôn. Thì bây giờ Đức Thầy đã dạy như thế này, mình đặt ra có hai phần. Một là phần A, ỷ thức đối với người, đối với những kẻ dưới tay của mình, tức là cái kẻ kém hơn mình đó. Họ cũng là con người như mình, không quá lời với họ. Đây chánh văn của thầy: hãy tránh những sự hiếp người như thế ấy, vì những kẻ dưới tay mình cũng có đầu óc,
cũng biết suy nghĩ. Vậy thì cái hạng dưới tay mình là như cái hạng mà kém hồi nãy nói vậy đó, họ cũng là một cái con người, họ cũng có đầu óc nhưng mà vì thiếu học thức cho nên không có suy nghĩ rộng rãi ra, thì lẽ ra mình khai trí cho họ chứ không nên là giày bừa chà đạp nặng nhẹ họ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, vì những nhu cầu sự sống mà họ phải lụy mình nên không quá lời với họ. Đây ở trong chánh văn như thế này: nhưng tại họ bạc phước vô phần nên phải chịu lụy mình vậy. Rõ ràng bởi vì bạc phước tức là phước ít, phước mỏng, vô phần là không có hưởng được cái phước của thế gian này, lòn cuối với mình. À, họ đến họ xin làm việc với mình, hay là họ làm những điều thất bại không vừa ý mình, vì họ nghèo quá cho nên họ đến họ dây, họ hỏi mình vân vân. Những cái đó là những cái điều cái người ta ở dưới tay mình đó, tại họ bạc phước vô phần đó, vì vậy mà người ta chịu lụy mình, là người ta đến ta năn nỉ, ta gian xin mình để mà người ta cầu thực qua ngài. Thì mình đó, cái bổn phận của mình tức là không có gì khác hơn là phải giúp đỡ họ chứ không có gì khác. Nói là phải khẳng định là như vậy đó. Vì vậy chứ người ta cũng có đỏ suy nghĩ, nhưng mà người ta không có khôn khéo. Người ta khôn khéo người ta nói nặng mình như vậy đó, mình chịu hay không? Nếu người khác nói nặng mình không có bực bội thì mình nói nặng người khác mới được. Còn người khác nói nặng mình bực bội, mình khó chịu thì mình đừng nên nói nặng những người khác để mà gây thêm tội ác. Vì vậy mà cách chừa ác ý ngôn Đức Thầy dạy mình đó là phải suy nghĩ cho kỹ đi, vì những cái kẻ dưới tay mình đó họ cũng có đầu óc nè, họ cũng biết suy nghĩ, nhưng mà tại họ suy nghĩ thua mình là vì họ không có trí tuệ, họ không có trí tuệ ở thế gian này thôi, chứ đừng có nói chi về thiếu học thức. Vì vậy mà cái thứ hai đó là tại họ bạc phước vô phần nó phải chịu lụy mình vậy, ta chịu thua mình, ta chịu kém mình rồi thì như vậy mình không nên nói những điều ác đó. Nếu họ có làm lỗi hãy dạy dỗ họ, đó rõ ràng thầy đã dạy mình đó. Vậy thì cái người mà lỡ đến mình mà hay là làm công nhân gì cho mình đó, làm lỗi tức là họ làm không có vừa ý mình, họ làm lỗi hãy dạy dỗ họ, thì bây giờ mình chỉ cho họ biết là cái đó làm vậy nó không có được, phải làm như vậy thì họ sửa là họ làm cái gì. Hồi nãy trên nói dài xuống tại họ tối tâm cho nên họ phải làm sai, bây giờ mình chỉ dị cho họ mở kiến thức ra thì từ đây về sau họ không làm sai nữa. Đó là những cái người đang cần mình dạy dỗ mà không dạy dỗ, còn nỡ đem những cái lời nặng nhẹ để mà chà đạp họ, cho nên nó là phạm vô những cái ác ý ngôn này chứ không có gì khác. Như vậy, nhưng mà giải bằng cách nào? Thì giải phải dùng những cam ngôn mỹ từ, những lời trang nghiêm, êm dịu chỉ bảo. Đó, cam ngôn, cái lời nó ngọt ngào. Mỹ từ, lời tốt đẹp làm sao đâu á. Thầy dạy mình như vậy đó. Cho nên cái người đạo mình nó phải cẩn thận những cái lời thầy dạy thế này nè. Từ đây về sau phải mình biết được rồi đó, ở trong đồng đạo cũng vậy nữa. Có đôi khi đó mình bàn luận ở trong cái việc đạo mà nó không có vừa ý người khác, người khác cũng đừng nên dùng những cái lời hơi khó nghe, mà phải dùng những cam ngôn mỹ từ để rồi đồng đạo chúng ta chỉnh sửa cho nhau, rỉ tai chỉ dạy cho nhau, đó là cái lời tốt nhất. Không riêng gì cái người đời, người đạo đôi khi nó cũng bị những cái tình trạng này nữa. Có đôi khi thấy vậy ơi, nói như vậy đó trật nát hết trơn, trật lắc hết trơn rồi, nói như vậy là chết rồi. Mà mình có đôi khi dùng những từ đó nữa, có đôi khi nói chung với đồng đạo mình cũng có nữa. Nên khi mà mình học được giáo lý thầy đó, nó có ích lợi là ngay chỗ đó đó. Tuy rằng mình chưa phải là cái người đắc đạo, cái người đạt đến đỉnh cao, nhưng mà cũng phải nhớ rằng cái lời thầy dạy đó mình cũng phải thực hành theo, thì nó khỏi mang cái tội ỷ ngôn cũng có gì khác. Xin nhắc lại, thầy dạy đó dùng những cam ngôn mỹ từ, những lời trang nghiêm êm dịu chỉ bảo
Rõ ràng chưa quý vị? Nhiều đây thôi đó là thấy chúng ta đó cũng được nhiều kẻ mến rồi đó, nhiều người yêu thương rồi đó. Vậy thì không học hỏi theo thì đi học hỏi theo ai bây giờ? Thầy dạy mình tuy là ngắn nhưng mà cái ý nghĩa nó bao trùm hết trơn, không có thiếu cái gì hết trơn. Bây giờ đến cuối cùng, không được dùng lời bao biến, đó tức là cái kết luận đó. Không nên đó là kết thúc của cái ác ý ngôn, nói châm biếm, nói vòng vòng, nó không có ích lợi gì mà lại nó mang thêm cái tội nữa. Bởi vì ở trong tâm đó của mình đó, giờ phút nào nó cũng có cái ác cảm với người khác như vậy. Cho nên hôm nay chúng ta thực hành theo như vậy thì những cái ác cảm đó chắc chắn là có ngày nó sẽ tiêu diệt, thì nó quân tập lại những cái tốt lành từ nơi cái việc làm, tức là ba cái ác trước, cho đến lời nói, tức là do nơi khẩu nghiệp, do nơi miệng lưỡi. Thành được cái ác ỷ ngôn này đó, thì thưa với chư đồng đạo, chúng ta sống một cái cuộc sống, xin lỗi nha, ai thấy cũng mến hết trơn, ai thấy cũng yêu hết trơn, ai thấy cũng thương hết trơn á. Vì vậy mà khi xưa đó, thấy đó, người nào mà chừa được cái ác ỷ ngôn đó hen, nó có ba cái món quyết định chắc chắn. Tại sao vậy? Là vì ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp. Là cái thứ nhất đó, là chắc chắn được nhiều người trí thức yêu mến. Bởi vì nãy thầy dạy đó, từ ở trên dùng cam ngôn mỹ từ, rồi những lời êm dịu chỉ bảo, cho nên những cái hàng trí thức nghe được cái lời nói này là kính mến mà liền, chẳng có gì khác. Thầy dạy cái nhân đó thôi đó, mà hôm nay Phật nói người ta bàn thêm, tức là hưởng cái quả như vậy đó. Thứ nhất là chắc chắn được nhiều người trí thức yêu mến, rõ ràng như vậy. Thứ hai, chắc sẽ đáp lại tất cả những câu hỏi của người khác một cách thích hợp và đúng lý. Quý vị thấy quan trọng chưa? Người ta hỏi bất cứ ta hỏi cái gì mà mình đáp lại nó rất hợp. Tại vì mình không có cái ác ý ngôn, vì vậy mà trí tuệ nó sanh ra cái lời nói của hỏi của người ta, câu hỏi của người ta làm sao đó, mình đáp lại rất là thích hợp, người khác nghe rất là hoan hỷ. Cái thứ ba đó là chắc được những công đức cao, cái phước của cõi trời. Đó là một sự dĩ nhiên và chân thật, không phải dối trá. Thầy đã khẳng định rồi đó, thì hôm nay mình thực hành theo đó là được những cái phước đức như vậy đó. Cho nên chư đồng đạo chúng ta cũng không nên xem thường, mà là phải chú trọng vào những cái lời thầy dạy. Là quý vị, tôi thì tôi cái sự hiểu biết bao nhiêu đó, tôi bàn với quý vị bao nhiêu thôi. Mong rằng những quý vị nào đó có hiểu biết rộng hơn thì quý vị đó nên nghiên cứu nó thêm, thêm để cho bàn cho nó sáng tỏ thêm cái giáo lý của thầy, thì đó là một cái điều vinh hạnh nhất cho mình, đáp ơn thầy chứ không có gì khác. Bây giờ tiếp tục, chúng ta còn cái thời giờ tranh thủ đi bàn thêm cái ác khẩu, tức là tới ác khẩu thứ ba bài biển tiếng tục tằng, thô lỗ hung hăng, nhân dân đó là những cái giới thiệu tổng quát là như vậy. Vậy thì ác khẩu đó là cái lời thô ác. Hôm nay á, Đức Thầy đã giới thiệu là những tiếng thề thốt, lỗ mãng, chửi mắng, tục tằng làm ra tội này. Vậy thì cái ác khẩu là cái nguyên nhân, nó là những cái lời đó đó, những cái tiếng thề thốt đó, là thường thường nó quen miệng. Hãy nói cái gì cái thề, sợ ta không tin. Mà ông Phật ông nói rồi, kẻ giả dối thường hay thề thốt, mà hay động động cái thề, động động cái thề. Vậy đó, nó cũng mới mắc tội ác khẩu nè, mà chúng ta không biết, tưởng đâu là cái lỗi thề đó thường thôi. Rồi lỗ mãng, muốn nói gì nói, không kể dài cho. Như vậy cũng tội nữa đó.
rồi chửi mắng tục tằn, nói bậy nói bạ, hoặc là chửi thề, hoặc là nặng nhẹ người ta, đều là mang ở trong cái khẩu nghiệp, mà cái ác nằm ở trong cái ác khẩu này nè. Vì vậy mà sanh ra cái tội nặng nề. Cho nên thầy mới nói mình ra tội này. Bây giờ thầy mới phân biệt ra những điều, phân biệt ra từ mục cho chúng ta dễ nghe. Thứ nhất đó là cái hạng người bất hiếu. Đây thầy nào dạy đây. Con chửi mẹ mắng cha, chẳng kể đến luân thường thảo hiếu. Rõ ràng hay quý vị? Quý vị nhớ đó, thời này nó cũng độc đời lắm. Con cái không nghe lời cha mẹ mà lại còn cự cãi nữa, nặng nhẹ với cha mẹ nữa, không có biết hiếu thảo gì trơn. 3 năm bú mớm, 9 tháng cưu mang nuôi cho tới lớn, nói không nghe lời, nội nói không nghe lời là đứa con gọi là bất hiếu rồi, chứ không có gì khác. Cho nên cái mục đầu gọi là bất hiếu. Cái thứ hai là hạng người mạnh bất nhân. Đây Đức Thầy đã nói đây, mạnh bạo hung ha đến giết kẻ yếu hèn. Cái người mà làm anh hùng, làm đại ca, những cái hạng này á, cái hạng này dành riêng cho những cái đoạn này dành riêng cho những cái hạng người đó, đó. Những cái hạng người lưu manh, những cái hạng người xã hội đen, vân vân. Thứ 4, hiếp sớm chờm cô bác. Thứ 4 là cái hạng không biết lễ phép gì trơn. Tại sao? Tại vì mở miệng ra chửi gió mắng mây, trù rủa gia đình, thánh thiên thần thánh, tối ngày kêu rớt Phật trời, mời tỉnh Đông Cung, làm cho tội lỗi càng ngày càng thêm chồng chập. Đó là ở trong một cái giai đoạn mà Đức Thầy đã giới thiệu và chỉ cho chúng ta. Mỗi người đồng đạo cần nên nhớ và ghi cho kỹ. Đó là cái điều cần yếu mỗi người đều phải biết, để mà tránh cho nó khỏi mang cái tội ác khẩu về sau. Cái tội này nó dễ mang lắm, chứ không phải khó. Bởi vì thấy nó bình thường thôi. Kia đó là những cái người mà tức giận biết bao nhiêu nói. Cho nên lời nói mà được phước muôn vàng cũng lời nói tội mang vô số đó. Bán cú phi ngôn thì ngộ tổn bình sanh chi đức. Nửa lời nói quấy thôi thì cả một cuộc đời tu của mình nó coi như là hết rồi. Tội lỗi không biết bao nhiêu. Phước đức thì làm hơi khó, chứ tội nói một hơi, hơi một dễ xuống địa ngục như chơi. Mà tu tập công đức để cho lên thiên đàng thì rất là khó. Cho nên ráng mà cử, chứ để thôi công phu tu tập bao nhiêu đó là bị nó ăn hết trơn, bị cái miệng lưỡi mình nó ăn hết trơn là vậy đó. Vậy thì cách chừa ác khẩu Đức Thầy đã dạy. Thứ nhất, bỏ những tiếng tục tằn thô lỗ. Đây, hãy bỏ những tiếng tục tằn thô lỗ, làm cho đời sống được im dịu thanh bai hơn. Là cái thứ nhất, tạm đặt cái mục là bỏ những tiếng tục tằn thô lỗ. Tại sao vậy? Là vì nếu mà bên kia hay tục tằn thô lỗ thì tội, mà bên nay nếu không tục tằn thô lỗ thì phước, chứ không có gì khác hết. Đó là cái lẽ tự nhiên. Thì cái đời sống mình được thanh bai hơn, thông thả hơn, cái cuộc sống gia đình nó nhẹ nhàng chứ không phải nặng chịu nữa. Thứ hai, hạng bất nhân. Đối với cha mẹ phải có lễ độ. Thứ hai, xin lỗi, thứ hai, dùng lời lẽ để mà độ, là dùng lời lễ độ đối với cha mẹ. Tạm đặt cái mục nó như vậy. Là gì? Đối với cha mẹ phải có lễ độ. Vậy thì cái người con hiếu đó, nó cha vậy người mẹ kêu thì dạ, cha mẹ sai thì dân, cha mẹ hỏi thì đáp lại bằng một cái tiếng nhẹ nhàng êm dịu, chút gì đó mà phước đức vô lượng đó. Còn hãy nói nặng, nói lớn tiếng thì là tội đó. Quan trọng, nhưng mà thiệt ra đó, nó là một cái nguồn cội để cho con người xuống địa ngục dễ dàng.
nó đưa mình xuống dưới. Đa số là bây giờ nó như vậy đó. Có đôi khi nuôi cha mẹ được thời gian ngắn ngắn, cái là ngồi rồi kể, mà cha mẹ nuôi từ nhỏ tới lớn không biết bao lâu mà chưa có một cái lời nào kể ơn. Có đôi khi đó cũng hơi rầy la, nhưng mà rầy la trong cái tình thương, nói cũng nhẹ nhàng chứ không có chửi bới. Vì vậy mà mình bây giờ nở cái lần nào mà nói nặng với cha mẹ hay sao, mất lịch sự với người khác ở ngoài coi còn không được, hà tất gì bất lịch sự với cha mẹ, thì cái hạng người này cũng khó mà xài được lắm. Đến thứ ba, với gia đình, với bà con cô bác, với xóm chồng quen thuộc, lời nói mình phải đang trang nghiêm chỉnh. Tạm dùng cái mục này là dùng lời nói đang trang nghiêm chỉnh đối với gia đình nhân dân, tức là dòng họ và chòm xóm luôn. Mà hãy có người làm được như trên thì dưới này làm cũng được, chứ không có gì khác hết. Đó là nói tổng quát như vậy. Thật ra đó, chúng ta hãy có một ở trên đó với cha mẹ gia đình trước đi, rồi với cô bác, rồi mới rộng ra sớm chòm quen thuộc, tập lần lần nó như vậy. Nhưng mà mình có đôi khi đi ngược đối với cái người ngoài, nó rất là dễ lễ độ, rất là cung kính, rất là dạ thưa, mà cha mẹ thì làm như cái đó nó không ít ai xài. Lẽ ra đối với cha mẹ phải dạ thưa, phải cung kính, phải nghiêm chỉnh, phải tôn kính, rồi mới ra dài dài ra tới người ngoài. Thì ở đây Đức Thầy nói nó trúng cái tâm lý của người đời đó. Bây giờ đối với như vậy rồi, đối với con cháu ở trong nhà không nên nói những điều ác đức, phải dùng lời nói dịu dàng hiền hậu giải dỗ chúng. Ông Thánh ông nói đó, điểm điểm đích đích bất sa di, là cái giọt mưa ở trên mà nó nhiễu nhiễu đó, không có cả ý muốn nói đó, cái hay cha làm sao thì con vậy. Thì bây giờ mình đối với ông bà cha mẹ làm sao thì con cháu nó cũng đối với mình vậy đó. Vì vậy mà cái người mà biết lễ độ đó thì đối với con cháu ngọt ngào, thì sau này nó quen với cái lời nói đó rồi, thì nó đối với con cháu nó sau này cũng vậy đó. Không bao giờ chửi thề, không bao giờ nói nặng nhẹ, và cũng không bao giờ nói những lời thất đức. Cho nên trong cái gia đình tu tập rất là bình yên, và cả một cái không khí nhẹ nhàng, anh em hòa thuận, con cháu hiếu thảo, vân vân. Thì cũng nhờ nơi lời của thầy dạy mà chúng ta thực hành theo. Đây là cái cách thực hành theo như vậy. Bây giờ chúng ta đọc lại nguyên văn từ trên tới dưới. Hãy bỏ những tiếng tục tằn thô lỗ làm cho đời sống được im dịu thanh bai hơn. Rõ ràng đó, thì cái đời sống của mình nó nhẹ nhàng rồi. Người đối với cha mẹ phải có lễ độ, đối với gia đình, với bà con cô bác, với sớm chòm quen thuộc, lời nói mình phải đang trang nghiêm chỉnh. Rồi đối với con cháu trong nhà không nên nói những điều ác đức, phải dùng lời nói dịu dàng hiền hậu giải dỗ chúng, đặng cho chúng bắt chước theo, không có gì khác. Vậy đó là chánh văn như vậy. Thì dễ dàng chứ thấy ra cũng đâu có khó gì, nếu chúng ta chịu học cho nó thuộc những cái chánh văn của Đức Thầy đó, chúng ta nhớ được hoài như vậy, thì chắc chắn rằng đó, trong cái cuộc đời sau này chúng ta sẽ được ảnh hưởng con cháu về sau, mà nhiều đời nhiều kiếp ở trên truyền xuống như vậy, thì chúng ta sẽ là cái gia đình gương mẫu mà làm cho xã hội noi theo đó mà thực hành, rồi lan rộng ra càng nhiều càng tốt. Thì thưa quý vị, kết luận là như thế cho nó gọn. Bây giờ Đức Thích Ca bảo đó, những người nào mà chừa được cái ác khẩu đó thì sẽ được 8 món gọi là tịnh nghiệp. Tại sao vậy?
là vì ác khẩu, là những cái tiếng độc ác, tục tằn, chửi rủa thần thánh rồi vân vân. Nhưng mà chưa được như vậy đó, chưa được như vậy đó thì có được 8 món gọi là tịnh nghiệp. Thứ nhất là những cái lời nào của mình nói ra cũng đều biết độ lượng, xét nghĩ rộng rãi và tường tận, đâu nó có phân biệt đó hết. Thứ hai, những lời nào mình nói ra cũng đều có lợi ích, hoặc cho gia đình mình hay cho kẻ khác. Mình thấy chưa? Chút xíu bên kia thì tội ác vô lượng, mà bên đây thì phước đức vô song. Thứ ba là những lời nào mình nói ra cũng đều phù hợp với chân lý, nghĩa là nói đúng với sự thật của việc này cho đến việc khác, vân vân. Thứ tư, những lời nói nào của mình nói ra cũng đều được thanh tao, nhã nhặn và nghe rất vui vẻ và muốn nghe thật nhiều. Tại vì cái người nói như vậy là ta ai cũng vậy, cũng muốn nghe chứ không có gì khác, đó là lẽ tự nhiên rồi. Cho nên hãy trừ xong ác là nghiệp, thiện nghiệp nó hiện ra như vậy đó. Thứ năm là những lời nào của mình nói ra được có lợi ích, đúng chân lý, rất tao nhã, khiến người khác dân dữ làm theo. Thứ sáu, những lời nào của mình nói ra không hoa, không dối, vẫn đúng sự thật, vẫn im ái, vẫn độ lượng, vẫn có ích lợi, vì vậy mà và dùng đến. Thứ bảy là những lời nào của mình nói ra trước sau đều đúng hẳn với chân lý và có lợi ích cho mọi người, nên kẻ khác không dịnh vào đâu chê bai được. Thứ tám, những lời nào của mình nói ra cũng khiến cho người khác rất vui lòng, ưa thích để nghe chuyện này đến chuyện nọ mà không biết chán. Tại vì mình đã có cái không có cái ác khẩu, vì vậy mà hễ mỗi khi nói ra là cái lời nào cũng đúng hết trơn, cho nên cái người nghe ai cũng yêu, ai cũng thích, nhất định là không có ai mà chê bai hết trơn. Thì thưa với chư đồng đạo, đó là những cái điều mà Đức Thầy đã dạy cho chúng ta, ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp thì rõ ràng là như thế. Bây giờ đó chúng ta tranh thủ cái thời gian và ngắn ngắn vậy đó cho nó hết phần khẩu nghiệp, để lần sau đó chúng ta tiếp tục bàn tới. Thì bây giờ là đến cái ác cuối cùng là vọng ngữ. Thầy dạy ác vọng ngữ thứ tư cũng cấm: nói thiêu thừa, viết hoặc đủ điều, ghét người thời, kiếm chuyện dệt thiêu, thương diện lẻ, thấp cao bào chữa, vân vân. Thì nói tổng quát là như vậy. Bây giờ thì chúng ta đã phân tách, thì Đức Thầy dạy tổng quát là nói thêm thừa, nó dư chứ không chịu nói thiếu, quyển hoặc những cái hỏng thật. Đây chúng ta tạm đọc nguyên văn. Vọng ngữ thêm thừa quyển hoặc, có nói không, không nói có. Ác vọng ngữ đã là nguyên nhân cho những sự bất công trái của nhân loại, cũng vì vọng ngữ mà không, tại vì nói thêm nó thôi, nói bớt, cho nên nó không có đúng với sự thật, vì vậy mà bất công lắm. Đó là giới thiệu tổng quát. Sao không vậy? Tại vì đó lẽ ra đó cái người được thưởng mà mình nói một hơi cái rồi không có được thưởng gì chân, mà có đôi khi còn bị rầy nữa. Còn cái người lẽ ra bị trừng trị mà nói một hơi cái được khen thưởng, cái đó là cái độc đáo ở trong ác vọng ngữ này đó. Thầy đã chỉ dạy
chúng ta ngồi suy nghĩ ra, chúng ta đã mang cái tội này nhiều lắm. Đôi khi có tu rồi cũng vậy đó. Thương cái ông nào đó, ta nó khen ông, đưa ông lên tới mây xanh luôn, mà ghét ông nào đó, hạ ông cho mày xuống tới địa ngục luôn. Thì cũng đó là cũng do là giọng ngữ không đó. Vậy thì hôm nay chúng ta bàn cái ác giọng ngữ. Phân tách các kiểu giọng ngữ đây, thầy đã dạy rõ ràng. Chúng ta chia ra làm bốn mục. Cái thứ nhất giấu giếm sự quấy, siêu thùa sự tốt. Đây đọc chánh văn: thương người nào kiếm cách bào chữa, giấu giếm sự quấy và thiêu thùa sự tốt ra. Rõ ràng như vậy. Cái người mà mình thương yêu rồi đó hen, đi tới đâu thôi mình khen nức nở đó, cái người nào mình thích đó. Còn cái người nào mà mình không ưa rồi đó, người ta nói người ta khen cái mình kiếm chuyện, kiếm chuyện mình lấp qua. Còn hơi mình có nói vô thì lựa cái xấu nói, mấy cái tốt thôi không có nói. Cái đó là cái dở nhất của cái người tu. Cho nên thầy đã dạy mình rất rõ đó, thương người nào đó kiếm cách bào chữa đã thôi mà mình. Bây giờ tôi đi trên một cái con đường đó, đi đám về bữa đó dắt chiều, gặp cái sòng bạc đánh tiếng sắt, đánh tiếng sắt hay gì đó không biết, một con đỏ đỏ xanh xanh nó chắc tiếng sắt chứ không có gì, thấy thì không rõ. Nhưng mà giờ mới ba người ngồi đánh, lại có cái người tu. Tôi thấy gặp tôi chạy tới xe tới cái quay mặt đi chỗ khác trốn, thấy tội nghiệp quá thôi tôi chạy đi luôn không có dòm lại. Nhưng mà cái quấy đó tôi không có nói tới, sau này đó ăn năn hối hận đó, làm những cái việc thiện lễ đồ tích cực giúp đỡ người cũng làm khác. Thấy vậy đó, tôi mới nói tôi đưa những cái tốt lên không trong cái cuộc thuyết trình, tôi khen không, tôi mới nói. Cái người đó mới gặp tôi mới hỏi sao hồi đó tôi lỡ tôi có đánh bài mà đi ngang ngày sau mà anh lại không có nói gì trơn mà nói cái tốt không. Tôi nói mấy cái đó anh nói gì cho người ta bắt trước hả, nói cái tốt để cho người ta bắt trước, rồi mấy cái xấu đó nói ra chẳng những em không có lợi ích mà chính tôi, cái miệng tôi nó cũng không có tốt nữa. Nói kiểu đó riết cái miệng nó hôi lắm. Thì đó là những cái mà mình biết nó không có cần thiết thì thôi nói chi, nói ra nó không có ích lợi. Mà chẳng những không có ích lợi mà cái người khác nhìn người đó ta có thành kiến với nhau, rồi cái riết cái rồi người nào cũng xấu hết trơn. Bởi vì cái người này nói cái xấu người kia thì người kia phải nói cái xấu của người nọ. Cho nên đây là mình bỏ không có, có nói như vậy. Không có thương người nào mà bào chữa, mà cũng không có ghét người nào mà kiếm cách nó dệt thiêu. Vì vậy mà thầy dạy đó, mình phải nhớ đó, thương người nào thì kiếm cách bào chữa, giấu giếm sự quấy, thiêu thùa sự tốt ra. Nhưng mà mình không thương người đó mà mình thiêu thùa sự, mình đưa sự tốt và sự tốt có thật. Như vậy nó thuộc về chánh ngữ chứ không phải tà ngữ. Ghét ai, đặt điều nói xấu, che đậy cái điều phải của họ. Đó là những cái điều mà nãy tôi nói cái mẫu chuyện đó, thầy đã dạy mình rất là kỹ. Sao đó mong quý vị là đừng có đem cái chuyện xấu người ta ra nữa. Tại sao là chuyện người chơ móc chơ môi, mà thầy cho phép chúng ta đem cái chuyện tốt là hãy treo gương thiện mà xoay lấy mình. Vì thầy không có đầy, tôi nói vậy mà tôi xét ở trong giáo lý thầy có dạy, cho nên tôi dám nói. Là vì tôi không nói cái xấu mà tôi nói cái tốt ra vậy thôi à. Nhờ vậy đó mà đi tới đâu ta cũng cho ăn cơm hết trơn á. Bởi vì mình không có ghét người cho nên người không có ghét lại mình. Rồi bây giờ tới đó ghét ai, đặt điều nói xấu, che đậy cái điều phải của họ đó, là từ đây về sau đó mình đừng có cái này nữa. Rồi bây giờ khoe khoang tự đắc, cái bậc thứ ba là khoe khoang tự đắc. Bởi vì khoe là gì, khách của mình thôi. Hỷ tu 3-4 năm thuyết trình chỗ này thuyết trình chỗ nọ mà không thấy cái quấy của mình, không thấy cái giọng của mình mà tính mình là con trời con không,
Vì vậy mà đi tới ai cũng khoe hết trơn. Trời ơi, hôm nó xin lỗi nha. Bây giờ bữa nay tôi khoe đó, cái dùng của tôi đây biết là nó ảnh hưởng thôi. Ở cái người nào chết đó, trong cái 7 tuần nó cũng có thiết trình hết. Có thiết trình ít nhất cũng là một, tức là trung thất. Mà ngặt gì đó, mấy cái ông mình đó cũng hơi lười biếng, kêu xin phép cho giáo lý viên thiết, làm biếng đó, lười không chịu đi xin phép, kêu tôi thiết. Ngày hôm này đó cũng vài trăm người, đó là khoe đó chứ không có gì khác, khoe khoang như vậy đó. Nhưng mà không có hiu hiu tự đắc, mệt gần chết là có cái gì đâu mà khỏe. Hiu hiu tự đắc tức là đi chỗ này khoe, đi chỗ kia khoe ta hơn hết mấy ông mà nhầm nhò gì. Tôi đây là nói thiệt nha, chỗ nào tôi cũng biết hết, cần cái gì cứ việc hỏi đi. Đó là những cái, đó là cái dở nhất đó mà chưa biết chưa thay đó. Tính là mình hơn hơn người đó, hiu hiu tự đắc là như vậy đó. Tiếp là xảo trá đa ngôn, xảo quyệt, xảo trá tức là nói không có thiệt, mà thì khôn khéo lắm mà đều nói không thiệt. Đa ngôn là nhiều lời, nói không thiệt, nói nhiều lời, nó không có ích lợi gì cho ai hết. Vì vậy mà đâu phải ai cũng không biết, cũng có người hiểu, những cái người trí thức đó người ta hiểu. Cho nên cái phần cuối đó là cái tai hại của cái giọng ngữ đó, là những cái con người như thế đó, thầy đã cho biết đó, những kẻ điêu ma làm cho thiên hạ khinh khi miệt thị, không có ai mà khen hết trơn. Khinh khi là người ta coi thường, không có tôn trọng đâu, đừng có lên mặt mắc công. Miệt thị là người ta bỏ rồi, cần tới nữa. Bởi vì cái người đó là hết xài rồi, đối với trong xã hội này không có ích lợi gì. Mà càng truyền bá thêm nhiều chừng nào lại càng khổ cho những người tin tưởng họ chừng nấy. Cho nên cái tai hại là những cái kẻ đó gọi là điêu ngoa. Điêu ngoa nó chữ là xảo trá điêu ngoa, khéo nói lắm, đủ thứ đó. Là cái người trí người ta biết, cho nên người ta chê, chứ người ta không có khen. Ở đằng trên nó dài xuống đó, những kẻ đó hiu hiu tự đắc như vậy, nhưng thiệt ra cái người trí đó ta biết ta chê. Cho nên cái tai hại, đây mình để cái tai hại của giọng ngữ: một là bị người ta khinh khi, hai là bị người ta miệt thị. Những kẻ điêu ngoa làm cho thiên hạ khinh khi, làm cho thiên hạ miệt thị. Đó là khái lược như vậy. Bây giờ cách chừa ác giọng ngữ, chúng ta bàn nương theo giáo lý của thầy gì thì cách chừa ác giọng ngữ. Đây Đức Thầy dạy: muốn tránh những điều khiến cho tư cách nhân quần phải bị giảm hạ, hãy tập tánh nói năng trơn tránh. Đó là tập lời nói cho trơn tránh là cái thứ nhất. Thứ hai, bỏ lối nói láo sượt trớ trêu. Rồi đó, thì giờ quen kiểu đó rồi đó, đây chánh văn: bỏ lối láo sượt trớ trêu, đừng có nói dốc nói láo nữa, có thêm đừng có bớt nữa, có gì nói đúng như vậy thôi. Một nói một, hai nói hai. Tiếp đến, bỏ lối nói tráo chát, chẳng nên tráo chát với người. Thứ tư, bỏ lối xảo ngôn, bỏ tiếng xảo ngôn. Và cuối cùng thứ năm là, và phải dùng lời, và phải dùng lời trơn trách, tức là thật mà nói, thật thà mà nói, không có được mang cái tội giọng ngữ. Vậy thì cái tội ác giọng ngữ đó, thầy đã dạy cho chúng ta cách chừa ác giọng ngữ, không có cái gì khác hơn là trước hết đó, muốn tránh những điều làm cho tư cách nhân quần khỏi phải bị giảm hạ, tức là làm cho cái uy tín mình không có mất, nó còn hoài, thì không có gì khác hơn là hãy tập tánh nói năng trơn tránh. Đó là thứ nhất. Kế đó, bỏ nói láo sượt trớ trêu,
bỏ lối láo xược cho triệt. Kế đến, bỏ lối tráo chát, chẳng nên tráo chát với người. Và bỏ lời nói xảo ngôn, bỏ tiếng xảo ngôn. Và cuối cùng là tập lời nói cho chân thật chất, và phải dùng lời chân chất. Đó là chánh văn của thầy dạy. Hôm nay chúng ta bàn ra như vậy thì coi như nó đã phù hợp đúng với cái giáo lý của thầy. Vì vậy mà ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, thì khi mà người mà trừ được cái ác vọng ngữ đó, Đức Thế Tôn nói là có được cái 8 món công đức mà các vị chư thiên thường hay khen ngợi. Vậy tại vì mình nói đúng cho nên mấy ông trời cũng thương lắm. Người dương thế chẳng ưa bốc xước, vậy thì Phật thần nào gần cả xảo ngôn. Thôi bây giờ chúng ta đó bắt đầu nói 8 cái món công đức như thế nào. Một là ở trong miệng của người ấy thường hay bay ra những cái mùi thơm như hoa sen. Cái người mà không có giọng ngữ, trong miệng nó thơm lắm, là gần người ta bay ra cái mùi hương như cái thơm, mùi thơm của sen. Thứ hai là người ấy được các hạng vua quan dân giả, kẻ xa người gần ở trong cõi nhân gian đều đem lòng kính phục. Thứ ba là người ấy luôn luôn nói những lời chân thật đúng lý của từ diệt một, khiến cho mọi người ở cõi trời và các vị chư thiên yêu mến tôn kính. Thứ tư là người ấy thường được giọng nói dịu dàng thanh tao, khi nói ra ai nghe cũng đem lòng thương mến, nên họ thường an ủi được nhiều kẻ trong theo. Thứ năm, người ấy cả ba nghiệp thân, nghiệp miệng và nghiệp ý đều được trong sạch, không phạm vào 10 điều ác. Thứ sáu, người ấy trong câu chuyện đối đáp với người này đến người khác, khỏi dè dặt, khỏi ngừa phòng mà không bị sai lầm, và trong lòng họ luôn luôn được yên tĩnh, vui vẻ. Thứ bảy, người ấy mỗi lời nói đều dùng chân lý đúng với sự thật, vì thế mà được các hàng chư thiên đem lòng tôn kính và họ sẽ dâng làm theo. Thứ tám, người ấy được có trí tuệ cao hơn những kẻ và họ sẽ uống bẻ trừ dẹp những thuyết tà sư ngoại giáo, và trên đường tu họ không lầm lạc, thấy rõ tường tận của kẻ ngụy và làm cho những người chưa bị lầm lạc khỏi phải bị lạc lầm. Đó là những cái ích lợi mà chúng ta chừa được cái ác vọng ngữ. Thì thưa với chư đồng đạo kính mến, xét qua trong một cái thời gian thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, chúng ta đã bàn được thân nghiệp và khẩu nghiệp, cái nào cũng rất là quan trọng. Vì vậy mà ở trên đường tu, chúng ta một lần nữa xin thưa với quý vị, chúng ta không thể xem thường lời nói, nhất lời nói nó bao giờ cũng lọc, buông ra rồi khó hốt lại nào. Tục rằng lưỡi bén hơn dao, nói ra một tiếng đoạn bao nghĩa tình. Mong rằng đồng đạo chúng ta tuy là bàn đơn giản nhưng mà thiệt ra đi đúng với cái chánh văn của Đức Thầy. Trước khi kết luận, chúng tôi sẽ nói một cái câu chuyện. Trước đây tôi có đọc, có cái ông quả sĩ, nhà chúa hỏi chứ ông dễ cái gì dễ nhất, thì cái anh quả sĩ nói ma dễ quỷ là dễ nhất, dễ người dễ thú là khó nhất. Ông chúa hỏi tại sao kỳ vậy, ông nói xin thưa, ma quỷ đó là cái loại vô hình,
không ai thấy trơn á, cho nên muốn vẽ làm sao vẽ, mặt nanh lớn nanh nhỏ, mặt dài mặt tròn, cổ lớn cổ nhỏ, bụng to bụng nhỏ, muốn làm sao làm, muốn vẽ sao vẽ, không ai biết. Vì vậy mà dễ vẽ, còn vẽ người vẽ thú rất là khó. Tại sao? Là vì người là thú đều là có hết, có người thiệt có thú thiệt. Vì vậy mà vẽ rồng thì ra rồng, rắn ra rắn, người ra người, chứ vẽ chịch cây người ta biết, người ta đánh giá. Thì thưa với quý vị, để đó đạo muốn nói cái đề tài chúng ta lập luận ra rất là dễ, nhưng mà những cái pháp căn bản đó đã có sẵn. Quý vị nào có nghe qua cũng xin hoan hỷ, vì những cái mà Đức Thầy không có dạy chúng tôi không dám đem vô. Tại sao vậy? Là vì vẽ rắn một hồi đó nó thêm chân đó, thì cái người trí người ta coi người ta hiểu, người ta biết, ta nói như vậy là sai, không phải rắn rồi. Thì pháp nào cũng vậy, luận theo pháp nấy, nhưng mà phải lấy cái văn tự đó làm chính, rồi bàn ra mà bàn sao đừng cho nó xa, chứ hễ nó xa một chút xíu đó là coi chừng nó đi lạc. Khó là như thế đó. Cho nên đồng đạo mình cũng phải hoan hỷ dùm, tuy là biết như vậy mà bàn thì cũng không phải là cái chuyện dễ. Chia sẻ với quý vị đây, đem cái tinh thần đồng đạo với nhau để mà chia sẻ với nhau. Thật ra đó, mình biết cái bổn phận của tôi làm chưa có nổi, nhưng mà cũng muốn vì cái tình đồng đạo và đáp lại chút cái trọng ân của Thầy, cho nên cố gắng làm hết sức mình thôi. Mong rằng đồng đạo nghe qua cũng hoan hỷ dùm những chỗ sai sót, hoặc là những cái lời mà nó không có hợp ý, chứ quý vị cũng hoan hỷ dùm. Thì tôi xin đa tạ và thành thật tri ân. Xin bây giờ tạm dừng, tiếp tới lần sau đó chúng ta bàn về bắt đầu ý nghiệp. Thì trước khi dứt lời, cũng nguyện mười phương chư Phật và Đức Thầy gia hộ cho đồng đạo chúng ta tinh tiến trên con đường tu đúng với chân lý của Đức Thầy, để đạt được một cái quả tốt đẹp sau này, tức là sống đời thượng quân, giảng sanh cực lạc và chứng nhập niết bàn y theo cái quyển sáu đã chỉ dạy. Đến đây xin dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, trả mít cho tịnh hữu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, xin thay mặt cho đạo tràng, xin chân thành cảm ơn Quý Vinh Bình đã chia sẻ suốt hơn một tiếng đồng hồ về cái đề tài trong cái quyển, tiếp tục trong cái quyển 6, rất là hay. Tôi có nhiều sớm giờ tình hữu là té đi dạo lại, té ra lấy tên khác dạo lại, nãy giờ cũng ngồi nghe. Gần tới hết giờ cho nên cũng trả lại lấy tên tình hữu ra là vô thử lại. Thì cho nên cũng vẫn nghe được Quý Vinh Bình thuyết một cái đề tài rất là tuyệt vời trong cái đời hiện tại chúng ta. Cái lời nói Đức Thầy cũng cho biết trong mình tu học nghiệp của các trò còn mạnh này hết á, lời nói rất là quan trọng. Và Quý Vinh Bình cũng cho ta biết những cái lời lẽ rất là hay ho để cho đồng đạo chúng ta áp dụng trong đường tu bằng kết quả hơn. Và để tiếp tục cái chương trình là đến phần thư giãn, tức là phần thay đổi bầu không khí. Kính mời một vị đồng đạo tự nguyện đưa bàn tay lên để cùng ngâm lại một đoạn sấm thiên của Đức Thầy. Và xin mời, nếu và thấy được bàn tay rất là xinh xắn của Năm Được, vậy thì xin kính mời chú quý đồng đạo cùng nghe Năm Được sẽ ngâm lại một đoạn sấm thi của Đức Thầy. Xin kính mời Năm Được. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nay mình không nghe không vậy huynh tinh hữu? 1, 2 cho xin tín hiệu. Dạ, cảm ơn huynh và cảm ơn Suối Trong. Kính thưa quý vị, vừa qua Năm Được ngồi nghe suốt một buổi thuyết giảng của huynh Vĩnh Bình online. Năm Được rất là quý mến, và Năm Được cũng xin đọc một đoạn trót của quyển tư để
nó trùng với cái ý hiệp của huynh trong cái đoạn này, nên được rất là tâm đắc. Vô đầu là coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó giấc chiều. Thì cái lý của huynh Vĩnh Bình diễn, và để mình trị được thân mình, hôm nay có ông Phật ra đời để mình cùng nhau tu, cùng đưa lên cái giáo lý và luận giải để cùng nhau cùng hiểu cùng tu. À, năm được thấy tâm đắc cái bài này quá, năm được xin đọc lại một đoạn. Nam mô A Di Đà Phật. Trong lục tình ai là người trí, mau thôi tìm đạo nhiệm sâu. Khuyên dân đừng chia rẽ bầu, phải hợp tác nhau trồng giống mê quy. Coi rồi phải thân mình tự trì, chẳng độ sống mấy Phật nghi khó chắc nhiều. Thả thuyền từ bên giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Việc trai qua như mây gió ngày cũng nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa. Trời sáng ra kế lại thấy trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng trong mây đổi thay. Chữ phù dân phú quý đại mai luôn chết, coi ta bà mấy ai tùng tài. Sống dư trăm như tuổi lâu bằng, đời hạ quân hay chết tuổi xanh. Như thuở trước nhan hồi còn trẻ, miệng cho được ngày hai côm tè. Bụi ơi bằng hàng đặng có tu thân, nhờ ơn trời ban bố đức ân. Xem chung cuộc phong thần tài thế, sự những kẻ hung ăn tội tệ, thương những người trung nghĩa dặn toàn. Ra kệ này hai chữ bảo an, cho trần thế được tâm thâm tình. Ngọc bao quy ẩn trong Nam Đình, muốn tìm kim đáy ở biển gắn công. Thấy dân tình luôn những ước mong, gặp giống tốt hay mau cài cây. Ai có nói ta là người quay, ta cùng nhí cam bụng chịu tiếng lời. Tỏ ít câu cầu chúc mưa cho đời, mong ba tánh dàn dân nghĩ dài ở thuốc. Nam mô A Di Đà Phật. À, năm được đọc đến đây cũng xin tạm dừng, cũng không quên ơn quý vị đã tặng qua khích lệ cho năm được. Năm được xin gửi mic lại cho Quỳnh Tĩnh Hữu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, xin thay mặt cho đạo tràng xin chân thành cảm ơn năm được
đã diễn âm lại một đoạn sấm niên của Đức Thầy rất là hay, đúng là cái thà đạo một không khí để thư giãn phải không chủ nhiệm đạo, một giọng rất là tuyệt vời. Và cảm ơn Năm Được. Thưa chú quý vị, để liên tục chương trình thì chúng ta sẽ bình luận về cái đề tài của Minh Diệp Bình. Nếu có chú quý chú cùng anh chị em có ý kiến gì xin mời đưa tay lên để chúng ta cùng tham gia chương trình bình luận. Thấy được bàn tay của Phương Tư Tính. Và cũng xin cảm ơn câu hỏi của Quang Hỷ. Trong khi bình luận xong cái đề tài của Quỳnh Chính Bình vừa chia sẻ thì sẽ được chia sẻ câu hỏi của Quang Hỷ. Xin Quang Hỷ vui lòng chờ đợi trong giây lát nha. Tư Tính, mời bàn tay của mời Tư Tính lên trực tiếp nhận biết. Mời Tư Tính nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính Tự Tính cúi đầu kính chào tất cả đồng đạo trong đạo tràng và cảm ơn sông nước miền Tây cho tín hiệu là Tự Tính, âm thanh Tự Tính nghe được. Tự Tính rất cảm động nghe qua cái nghe suốt cái bài nói chuyện của Huynh Vĩnh Bình, nói qua về cái sự tu học của mình, về cái một là khẩu nghiệp của Đức Thầy dạy về đó là ý ngôn ác khẩu. Mà huynh đã là một cái người đã nghiên cứu rất nhiều về cái kinh điển và cái trường học rất là thâm sâu, nguyên bác, chứng minh những cái chuyện rất là thực tế. Nhưng Tư Tính có góp thêm một cái ý theo cái sự hiểu của Tư Tính về một ý ngôn á, thì huynh nói là rất là hay rồi. Và cái kẻ học thức, kẻ quyền quy, kẻ là giàu có, kẻ khôn lanh, kẻ giàu sang đó là để lắng lướt người là thấp hơn mình, thì cái đó là ý ngôn. Nhưng mà đối với Tư Tính còn thấy ở một cái góc độ về tu học đây đó, là cái người là có đạo đức và cái người là có chi kiến đó, nó cũng có cái thứ gọi là ý ngôn nữa. Mà chính Tư Tính đó là tự phê bình Tư Tính đó, và trong cái thời gian qua đó Tư Tính rất cố gắng để mà tu, thì tự thấy mình đạo đức rất là cao sâu. Cho nên thấy ai mà cái người dưới mình người đó thì muốn nó là làm sao cho người đó phải nghe theo mình. Bởi vì chỉ có ý của mình mới là ý của thầy, ý của mình mới là hơn hết. Thì chính như vậy đó là Tư Tính nhiều khi có những cái lời nói là làm tổn thương người khác, thì cái đó cũng là một cái sự ý ngôn về đạo đức, rồi ý ngôn về chi kiến. Không có tu thì không có chi kiến, mà có tu lần hồi có trí huệ thì có thể học khôn để hiểu biết được rất nhiều vấn đề. Cái khôn tức là chi kiến Phật, ai cũng có cái chi kiến và có một cái lần khôn thì cái khôn nó không bao giờ mất. Nhưng mà chính vì cái khôn và cái học quá nhiều như vậy, cho nên nhiều khi Tư Tính cũng vẫn có cái gì cái chi kiến của mình, cho nên muốn lắng lướt những người học vắng dưới hơn mình. Cho nên ta nói ra những lời làm tổn thương cho người khác thì như vậy đó cũng là một cái thứ ỷ ngôn nữa. Tư Tính tự kiểm lại trong cái đời sống Tư Tính trong thời gian qua, nó có hai thứ ỷ ngôn như vậy. Mà ỷ ngôn như vậy thì nó cũng là cái lỗi của ác khẩu nữa, lời nói thiếu cái sự là khiếm nhã, thiếu cái sự là khiêm tốn, thiếu cái sự là thương yêu người ở dưới cái khả năng của mình, thì như vậy thì cũng là ỷ ngôn và ác khẩu. Tư Tính năm nay xin đó là chia sẻ cái sự là tu học của Tư Tính qua cái đề tài đó là ác khẩu, một là khẩu nghiệp của Huynh Vĩnh Bình. Tư Tính chia sẻ đến đây xin chấm dứt, cúi đầu chào tất cả đạo hữu trong đạo tràng. Nam mô A Di Đà Phật.